Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là chở quạt gió giàn lạnh trong xe của xe Ford Ranger và Ford Everest 2003 đến 2008. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Với cái thiết kế của sản phẩm là phần phía để chúng ta bắt vào cái hộp quạt gió giàn lạnh là phần nhựa hay còn gọi là phần đuôi, bốn rắc điện của nó là bốn rắc. Đây là phần chở và nó quan trọng nhất là cái con sensor này, IC này, để cảm biến đóng ngắt bảo vệ cái quạt gió giàn lạnh đấy. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là chở quạt gió giàn lạnh của xe Ford Ranger và Everest 2003 đến 2008 hàng liên doanh. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.